Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fastcar, trung tâm mua bán sơ tơ đồ qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Hôm nay Mai sẽ trở lại với các anh chị vào đầu tháng 12. Các anh chị có thấy cái kho xe bên Fastcar hôm nay nó khá là trống trải không? Bên Mai đã bán đi cũng khá xe rồi và cũng đang về rất là nhiều xe luôn. Hôm nay là ngày đầu tháng nên Mai sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian quay cho các anh chị một cái video tổng hợp lại tất cả những chiếc xe đang có tại Fastcar cho các anh chị mình dễ dàng tham khảo và lựa chọn cho mình một chiếc xe để đi lại về quê trong cái dịp lễ Tết cuối năm này nhé. Xe thì hiện tại 5 chỗ, 7 chỗ cũng còn rất là nhiều. Mai có một bãi bên này nè, một bãi phía bên kia và một bãi phía trước nữa. Các anh chị ở lại xem hết video với Mai nhé. Hôm nay có những xe với giá mềm mềm chỉ khoảng từ 300 triệu trở lên thôi. Về cũng nhiều lắm, như Xpander 2021 nè, Xpander 2019 nè, Route 18 nè, rồi bán tải về thêm Ranger XLS MT đời 2018 nè, 2016 nè, về thêm Astray với giá mềm mềm đời 2021 nè, về thêm cả HR-V đời 2021 nữa các anh chị ha, xe rất là lướt và rất là đẹp luôn. Đó. Rồi mở đầu video ngày hôm nay bằng chiếc xe mà bestseller bên Fastcar các anh chị ha. Đây là Mitsubishi Xpander đời 2021. Xe đi mới có 16.000 km nha. Phiên bản này là đầy đủ option nè. Một chủ sử dụng từ đầu luôn. Hiện tại bên Mai đang bán với giá là 626 triệu. Giá ở đây Mai báo cho các anh chị thì còn bớt, còn thương lượng nha các anh chị mình nha. Thì còn nói chung là còn thương lượng, các anh chị mình cứ liên hệ với Mai đi. Xe này thì dàn vỏ lớp zin theo xe, ở phiên bản full option của mình sẽ có đèn led nè, nội thất ghế da, có màn hình, có camera lùi, có cruise control và đèn thoại rảnh tay luôn. Xe này thì anh chủ đã lót sàn, bọc trần, nẹp bước chân trong ngoài và lên camera hành trình, đã có dán phim, ốp về che mưa và chén cửa đầy đủ cho các anh chị mình về sử dụng gia đình luôn nhé. Khi mua xe qua sử dụng thì sẽ tiết kiệm cho các anh chị khá chi phí. Ví dụ như phần dán phim, lót sàn, rồi lên camera hành trình, rồi những cái chi phí nhỏ đó để lên phụ kiện không thì loanh quanh nó cũng phải tầm 8 cho đến 10 triệu. Ngoài ra nếu các anh chị mà thích những cái đồ chơi khác như màn hình Android này kia thì nếu một số xe đã trang bị sẵn rồi thì cũng tiết kiệm được cho mình cũng phải 7-8 triệu nữa. Nhiều lắm các anh chị ha. Ngoài ra những chi phí như là khấu hao nước đầu này, chi phí thế bạ nè, chi phí đăng ký xe đó, nên là các anh chị nếu mà muốn tiết kiệm những chi phí đó, tiết kiệm cho mình vài chục triệu đến 100 triệu thì ở lại lựa xe lướt với Mai nhé. Xe ở đây thì sẽ có hỗ trợ cho các anh chị mình trả góp này, hỗ trợ giao xe về tận nhà nữa. Anh chị mà quan tâm những thủ tục kia thì có thể comment chia sẻ ở phía dưới đi, Mai sẽ liên hệ để tư vấn cho mình nhé. Tiếp tục Xpander thì mình sẽ qua xe này luôn các anh chị. Chiếc này thì mới về ngày hôm qua thôi, xe này thì đi gia đình nha. Nhưng ở đặc điểm cái màu trắng này thì nếu các anh chị có nhu cầu, có kế hoạch kinh doanh vào cái đợt cuối năm này á thì mình cũng có thể cân nhắc dòng này. Đây là Xpander đời 2019 với giá mềm hơn, cũng là số tự động, cũng nhập Indo luôn. Xe này hiện tại đang bán với giá là 556 triệu thôi. Xe mình biển số ở Bình Dương, biển số là 75831. Đó, xe đi có 35.000 km các anh chị. 39.000 km nha. Ưu điểm của xe này thì đã lên cho mình màn hình Android rồi, có camera lùi, camera hành trình. 2019 thì ghế nguyên zin của nó sẽ là ghế nỉ. Xe này thì chủ xe đã lên cho mình ghế da luôn rồi, nên các anh chị mình cũng về xài thôi. Có chạy kinh doanh hay đi gia đình thì cũng đều đầy đủ hết cho mình rồi nha. Có camera lùi, hình như xe này không biết lên cảm biến chưa nữa. Đăng kiểm đường bộ xe này cũng còn dài lắm, bao xài luôn nha. Đó, chỉ khoảng tầm 550 thôi. Cùng giá với này, các anh chị sẽ lấy một chiếc Cruise hay một chiếc Xpander? Xpander thì mình sẽ lấy được 2019, còn Cruise thì các anh chị lấy cho Mai chiếc này. Ưu điểm của con này, cái này là Toyota Cruise đời 2018, cũng nhập Indo, số tự động, máy 1.5, cũng giống những dòng kia. Nhưng ở đây thì mâm 17, các anh chị sẽ thấy một cái gầm thoáng hơn, một cái trần thoáng hơn, cho mình cái cảm giác ngồi bên trong sẽ rộng rãi hơn. Xe này đời 2018, một chủ từ đầu nhé. Xe đứng tên công ty và được cho mình một ưu điểm nữa, đó là biển số thành phố. Các anh chị ở Sài Gòn lấy xe này sẽ không tốn thêm 20 triệu tiền biển số khi làm sang tên. Xe này thì đi được khoảng tầm cũng 35, ở con này 35.000 nè. Chiếc này thì vỏ lớp cũng còn zin theo xe các anh chị nhé. Đó, bảo dưỡng hãng đầy đủ hết và cũng mới bảo dưỡng rồi. Xe này hiện tại bên Mai đang bán với giá là 558 triệu nha. Nội thất ghế da, màn hình, đèn thoại rảnh tay, camera lùi và cảm biến lùi luôn. Đó, sẵn để coi dưới này là 5 chỗ gầm cao, 5 chỗ gầm cao và xe 5 chỗ rồi. Chắc là Mai sẽ đi qua cái loạt bên kia, có mấy chiếc mới về nữa. Mai sẽ qua bên kia trước rồi quăng lại cho các anh chị mình sau nhé. Tiếp lên phía trên này có chiếc này mới về này các anh chị, giá mềm lắm. Chiếc này là Mitsubishi Astray nha, đời 2021 các anh chị, một chủ ha. Đó.
Đây phiên bản số sàn giá chắc loanh quanh khoảng tầm 300 mấy 400 mấy thôi. Xe này với về bên công ty chưa có giá cái gì ha. Mai sẽ để giá trên màn hình hoặc là dưới comment cho các anh chị mình tham khảo nè. Đó, nội thất thì Mai thấy đã lên ghế da rồi nhé. Có màn hình như mình dán phim lót sàn bọc trần rồi nè. Dòng này về chạy kinh doanh cũng được, đi gia đình cũng ok. Đa phần thì nếu các anh chị chạy kinh doanh lấy mềm mềm như thế này vừa tiết kiệm xăng nè. Có camera lùi và cũng có cả miếng lùi cho mình luôn rồi nhé. Vỏ này kia mà thấy ra gió còn sâu đó. Ôi sâu mát luôn nha anh chị. Vỏ 2021 nè, vỏ của Bridgestone nhé. Rồi phía bên này có bán tải này cũng mới về nè. Đây là Ranger XLS MT đời 2018. Xe này thì bên Mai đang bán với giá là 536 thì phải các anh chị. 536 nha. Xe đi được 56.000 km rồi, nhập Thái nguyên chiếc. Phiên bản này là Ranger XLS MT nhá, số sàn. Động cơ 2.2 hộp số 6 cấp. Ở này thì vẫn còn là đầu CD nguyên zin nhưng được bọc ghế da với lót sàn rồi, có lên cho mình cái nắp thùng cao nha. Anh chị nào mà chở hàng mà những cái hàng mà mình sợ bị mưa ướt hay là cần cái không gian rộng rộng á, mình lấy xe này nè. Vỏ lốp vẫn còn zin theo xe luôn. Rồi phía trên này 7 chỗ. Nissan Terra nè các anh chị. Hôm trước bên Mai về một con Isuzu MU-X á, bán rất là nhanh rồi. Còn xe này mới về, nếu mà anh chị nào mà thích á, thì tranh thủ nha. Ôi, vỏ này các anh chị không, ra gió rất là sâu ha. Đi vào cận cảnh xem xe này đi. Terra này là mới vừa về sáng nay luôn nhé. Mới vừa về sáng nay luôn. Nội thất ghế da có bọc trần cho mình rồi nè, có màn hình rồi nhé, có lót sàn cho mình luôn. Màu bạc này khá là dễ xài. Dòng này thì tương đương với mấy con Fortuner á, có cho mình camera lùi, cả miếng lùi luôn, đầy đủ. Đó. Giá bán chính xác mà sẽ để trên màn hình cho các anh chị mình nhé. Rồi, mình đi tiếp. Phía bên này các anh chị, Honda HR-V nè. HR-V hiện tại Mai đây có hai chiếc màu đỏ này luôn. Một chiếc đời 2019 là bên cạnh Mai đây, còn một chiếc nữa đời 2021 ha. 2021 cực kỳ lướt luôn. Mai đi sẽ đi chiếc 2019 này trước nè. Còn anh chị nào mà yêu thích dòng này, thích đời cao hơn á, thì inbox cho Mai, Mai gửi hình gần 2021 cho các anh chị mình xem ha. 2019 này thì bên Mai đang bán với giá là 716 triệu. Xe màu đỏ rất là cưng luôn á. Đó, để Mai xem model cho các anh chị mình nha. Nếu mà dòng gầm cao 5 chỗ thì hiện tại Mai còn Honda HR-V thôi. Mấy hôm nay là về CX-5 rồi về mấy dòng kia thì bán hết rồi các anh chị. Chiếc HR-V này hiện tại odo của nó đang là 37.000 km thôi. Rất là ít ha. Tiếp sẵn đi 7 chỗ mình sẽ đi luôn mấy con này nè. Này là Kia Sedona. Kia Sedona máy dầu bản full. Bản Platinum. Ủa con này là bản Luxury. Bản Luxury full cuối 2019 nha anh chị. Cuối 2019 thì bản Luxury là bản full nha. Còn đầu 2019 bản Platinum nó sẽ là bản full nha. Này là form mới rồi các anh chị. Nội thất ghế da có hai cái màn hình gối đầu phía sau luôn. Cửa sổ trời hai khung dàn lạnh ba vùng độc lập ha. Ghế lái ghế phụ đều chỉnh điện hết, như ghế hai vị trí phanh tay. Xe này hiện tại đang bán với giá là 1.056.000.000. Con này như odo khoảng tầm 40-50.000 gì đó. Sedona. Sedona con này là 40.000 thôi, mai còn một chiếc nữa biển Sài Gòn. Nếu các chị ở mở Sài Gòn thì lấy chiếc kia ha. Giá cũng tương đương, cao hơn chiếc này có 10 triệu thôi. Rồi mình ra phía sau này luôn các anh chị. Bên này là Xpander mai nhận cọc rồi nè. Để mai xuống phía dưới đây cho các anh chị xem dàn xe nhận cọc rồi bên mai nhé. Ranger này cũng nhận cọc rồi nè. Xpander này mai cũng đã nhận cọc rồi nhé. Đi qua phía bên này. Đó. Ồ, hai chiếc sedan. Đi chiếc này trước. Con này gọi là một dòng mà khá mới mẻ. Đây là MG5. MG5 đời 2022 cái anh chị nhá. Nhập Thái nguyên chiếc nè. Chiếc này màu trắng khá là dễ đi, giá mềm mềm thôi, chỉ có 569 triệu. Phiên bản Luxury sẽ có trang bị cho mình là camera 360. Phần nội thất nó giống con MG ZS á. MG ZS bên Mai còn một chiếc 2021 á các anh chị. 5 chỗ gầm cao. Xe của khách đổi xe bên Mai nhé. MG5 chiếc này thì odo bao nhiêu nhỉ? Con này mới vừa về ngày hôm qua em kia thôi. Con này chắc nước khoảng tầm vài nghìn rồi các anh chị. Con này chưa có không có không mà đây không có mở máy nữa luôn.
Không, hình như là khoảng tầm 16.000 km nha. Mai còn một chiếc nữa màu đỏ, nếu phong thủy các anh chị hợp màu đỏ thì mai còn một chiếc nữa, con kia đi có 10.000 km thôi, giá cũng xem. Rồi tiếp qua chiếc này luôn nhé, Mazda 6 đời 2016 các anh chị ha. Xe này thì hiện tại đang bán với giá rất là mềm, chỉ có 516 triệu thôi. Biển số 60, xe này cũng của khách bên Mai nè, mua hồi tháng 3 các anh chị ha, sang tên xong đi tới nay là cuối năm thì anh đó đi Mỹ, anh đi Mỹ nên là để lại quay đầu lại. Bên Mai thì có chính sách là gọi là bao quay đầu cho các anh chị, nghĩa là khi các anh chị mua xe ở bên Mai thì bên Mai sẽ có hỗ trợ là thu ngược xe lại cho các anh chị mình nhé, nên mình không phải lo về cái chuyện là mua xe rồi sau này nếu các anh chị muốn đổi xe hay gì đó. Và đặc biệt bên Mai rất là có rất là nhiều khách hàng hay đổi xe nhé, giống như là mua xe đi được thời gian lại đổi 5 chỗ lên 7 chỗ lên bán tải rất là nhiều. Bên này con pha điêu này là Mai mới nhận cọc rồi nè, hôm qua khách xem xong hôm nay là nhận cọc rồi nè, chuẩn bị giao về dưới Tiền Giang. Con này là đang làm ngân hàng rồi đó. Rồi bên này xét 5 này là cũng nhận cọc rồi nè các anh chị. Con này phan chờ mày xíu. À đúng rồi, con xét 5 này nhận cọc ngân hàng nè. Xét 5 hôm qua là Mai có một xe nữa mà cũng nhận cọc về Đắk Lắk sáng nay rồi. Con này là Isuzu MU-X cũng nhận cọc rồi nè, chuẩn bị giao về Bến Tre. City này cũng nhận cọc luôn rồi, Xpander này nhận cọc luôn rồi, Xpander dưới này cũng nhận cọc rồi, Outlander này cũng nhận cọc luôn rồi. Cho các anh chị xem qua dàn xe mà bán rồi phía bên Mai nè. Đó, phía dưới kia là Everest các anh chị ha, Everest 221 nhận cọc luôn rồi nè, CX3 nhận cọc luôn rồi nè, Xpander này là đang làm giấy tờ nè, Santa Fe này cũng đang làm giấy tờ nè. À còn chiếc này, chiếc này các anh chị, cái này là Xpander số sàn đời 2021 nha. Xe này đi được khoảng tầm 30.000 km, hiện tại là bên Mai đang bán với giá là 536 triệu. Xpander số sàn nhập Indo nguyên chiếc đời 2021 ha, nội thất vẫn còn là ghế nỉ nguyên zin, ghế nỉ nguyên zin ha, màn hình thì chưa có, con này là vẫn là cái màn hình cái đầu này là đầu CD zin theo xe á, xe này có dán phim đồ này kia thôi, vỏ lớp là zin theo xe ha. Tốc sàn này cũng nhận cọc luôn rồi nè, con này như của khách gửi thì phải. Phía bên này Santa Fe máy dầu premium 2021, xe này đi được 14.000 km, hiện tại bên Mai đang bán với giá 1.349.000.000 nhé. Biển số 34 là Hải Dương các anh chị, nhưng mà anh khách là sinh sống và làm việc ở Phú Quốc ha. Xe này phơm mới rồi, cần số dạng nút bấm, có camera 360 zin theo xe luôn, đi có 14.000 km thôi, mới nguyên à. Option của Santa Fe cũng như là về động cơ khung gầm thì các anh chị khỏi phải bàn rồi. Dòng này là CKD ha, nhập 3 khúc ráp tại Việt Nam nè. Trong phân khúc tầm giá này thì thật sự Santa Fe là một cái sự lựa chọn mà nó đối với Mai là nó tốt nhất, tại vì cái cảm giác lái khi các anh chị đi xa rất là sướng luôn. Rồi tiếp đến á, Raptor thì Mai chỉ còn một xe này thôi, con này là biển số không niên hạn đời 2018. Ở chiếc này bên Mai đang bán với giá là 1.046.000.000 nhé. Xe này được hôm về là bán 1.146.000.000 á, hôm nay là giảm cả 100 triệu luôn các anh chị. Con này đúng kiểu xả lỗ á. Lên 4 cái mâm fuel nè, vỏ là vỏ, vỏ này là lên mới cho mình luôn. Vỏ ga gió còn sâu lắm, lên mới luôn, chủ vừa mới thay luôn á. Các anh chị xem nè, còn những cái sơn phết luôn á. Đó, con này đi được khoảng tầm 5.000 km á. Rồi, về lại bãi bên đây nha. Con này 5 chỗ của Toyota lại là xe nhập Thái. Phải nói hàng này rất ít, tại vì giá rất là cao so với phân khúc nha, cao so với phân khúc. Mình cao hay thấp so với cái gì thì mình phải so, chứ dù như thị trường hay là so với tầm như thế nào ha. Đây là Yaris các anh chị nhé. Đời các anh chị đi vào chi tiết xem xe đi, mà sẽ xem lại thông tin xe này cho các anh chị mình ha. Yaris đời 2020 các anh chị nè. Yaris đời 2020 ha, màu trắng. Xe này thì đi mới có 19.000 km thôi, nhập Thái Lan nguyên chiếc, hiện tại bên Mai đang bán với giá là 596 triệu nè. Biển số 62 Long An. Con này thì trang bị option đầy đủ hết rồi, từ ghế da rồi lên cho mình màn hình, lên cho mình camera hành trình này kia luôn. Đây camera này các anh chị, camera 360 luôn á. Xuống phía dưới này nè. Đi tiếp ha, này là 5 chỗ gầm cao giá mềm nhiều option, MGZS nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc nè. Biển số 72 Vũng Tàu, khách này là đổi bên Mai 2 xe rồi đó. Đầu tiên là anh đi con Everest đổi qua chiếc này, xong bây giờ đổi qua con Elantra.
này là sở thích cá nhân, thường xuyên đổi xe ha. Xe này đi mới có 8.450 km thôi. Ghế da, ghế lái chỉnh điện, camera 360, màn hình cửa trời toàn cảnh từ trước ra sau, rồi phanh tay điện tử auto hold. Dòng này option miên man ngập tràn luôn. Các chị biết những con xe Trung Quốc bây giờ nó rất là hiện đại, thiết kế thì cực kỳ đẹp nhưng giá rất là mềm luôn ha. Như MG5, MGZS, thậm chí bên Trung Quốc bây giờ họ có những chiếc xe điện không người lái ha. Rồi đi tiếp. Nếu mà nằm chỗ gầm cao, các anh chị thích xe của Ford thì đây là Ford EcoSport đời 2017 nè. Xe này hiện tại bên Mai đang bán với giá là 438 triệu thôi. Biển số thành phố luôn nha, 44509, màu bạc các anh chị nè. Nội thất ghế da, có cửa sổ trời, có màn hình cho mình luôn. Xe này đi được 54.000 km thôi các anh chị. Đặc trưng của dòng EcoSport này thì thiết kế rất là thể thao, có đeo ba lô phía sau và nhìn vô là các anh chị biết cái form này liền. Dòng này thì máy 1.5 với cái tầm giá khoảng 400 mấy, các anh chị mua i10 mà lên trên khi đi xa hay lên cao tốc á thì thứ nhất là hay bị rọi đèn này, rất là chói mắt, rất là khó đi ha. Và máy nó sẽ 1.2 không bằng cái này. Rồi những cái dòng máy của Ford thì các anh chị biết là nếu bảo dưỡng đầy đủ thì mình đi rất là sướng luôn nha. Rồi thì sẵn EcoSport mình xem sơ qua chiếc này luôn các anh chị. Đây là đời 2019, cũng phiên bản titanium luôn. Xe này thì giá cao hơn chút, bên Mai đang bán với giá là 526 triệu thôi. Màu trắng ha, cũng camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ. Dòng này thì tiêu hao nhiên liệu nó chỉ lanh quanh khoảng tầm 5 cho đến 6 lít thôi các anh chị. Máy 1.5 thì tiêu hao nhiên liệu nó khá là khiêm tốn. Nội thất cũng đã ghế da, có màn hình theo xe luôn, có camera hành trình trước sau cho các anh chị mình luôn ha. Rồi ra phía sau này các anh chị, Mazda CX-5 này mới nhận cọc rồi, phía bên này mới có con 7 chỗ nè. Con này là Mitsubishi Pajero Sport máy xăng bản 3.0 đời 2016 nhé. Xe này hiện tại đang bán với giá là 496 triệu thôi. Xe đi được 82.000 km, gầm cao nè, rộng rãi nè. Máy 3.0 rất là khỏe, nếu các anh chị đi ở khu vực mà Tây Nguyên á, lấy xe này đi sướng lắm, cảm giác lái nó sẽ sướng lắm. Dòng này thì bền nha anh chị, xe Mitsubishi bền lắm. Trang bị cho mình cũng màn hình Android, camera lùi, camera hành trình đầy đủ rồi. Còn nếu mà các anh chị cũng thích xe 7 chỗ, gầm cao, những dòng như Fortuner nhưng lại thích máy dầu số tự động 2 cầu thì lấy ngay xe này. Đây là Chevrolet Trailblazer máy dầu 2.5 nhập Thái Lan nguyên chiếc nhé. Xe này thì hiện tại bên Mai đang bán với giá là 768 triệu thôi, xe đi có 43.000 km nè. Con này một chủ từ đầu, biển số thành phố luôn ha. Cũng trang bị cho mình đầy đủ lắm. Còn cái dòng của Chevrolet thì mà thấy đi cũng được lắm các anh chị nha. Đây nội thất ghế da nè, có màn hình, có camera hành trình nè. Hai cầu các anh chị ha, hai cầu thì các anh chị đi ở khu vực Tây Nguyên này kia nó sẽ khỏe hơn và sướng hơn rất là nhiều luôn. Đợt này giá dầu cao hơn giá xăng nên xe máy dầu có vẻ ít hot hơn thời điểm trước. Cái thời điểm mà giá xăng nó cao thiệt là cao á, mà bán xe máy dầu cực kỳ nhiều các anh chị nhé. Tiếp đến lại là xe máy dầu, con này là Santa Fe giống chiếc trắng hồi nãy mà đi á, nhưng mà chiếc này màu đỏ, dành cho anh chị nào phong thủy hợp màu đỏ ha. Xe này đi được khoảng tầm 35.000 km rồi, có lên mâm, có bệ bước cho mình luôn rồi ha. Chiếc này thì giá mềm hơn chiếc kia khoảng tầm 10 triệu. Khi giá xe qua sử dụng thì các anh chị lưu ý như thế này. Nó sẽ đi tùy vào cái chất xe ha. Ví dụ như xe đi nhiều, xe đi ít giá sẽ khác nhau. Xe đẹp khác, xe lỗi khác. Nên nhiều anh chị hay bảo là ôi sao giá xe bên em cao vậy. Dạ anh chị thông cảm là bên em chỉ bán xe đẹp nè, không bán xe lỗi. Còn xe trên thị trường thì giá cả rất là nhiều. Nếu các anh chị cảm thấy nó phù hợp với nhu cầu mình thì mình cứ lựa chọn thôi. Em cũng mong muốn là anh chị sẽ tìm được một chiếc xe phù hợp với nhu cầu của mình, với tầm giá thật là hợp lý các anh chị ha. Còn thật ra là tiền nào của đó nên các anh chị mình yên tâm. Còn xe bên em thì sẽ có cam kết cho mình là xe không tai nạn, không ngập nước, không đầy tu động cơ số và bao test hãng. Sẽ có hỗ trợ cho các anh chị mình trả góp nè, hỗ trợ giao xe về tận nhà nữa. Còn hỗ trợ cho mình rất là nhiều thứ và lâu dài. Ngoài ra sẽ có bảo hành cho các anh chị về động cơ, hộp số này kia luôn, nên các anh chị mình yên tâm nhé. Tiếp theo con Serena nãy nè các anh chị, chiếc này là giống chiếc trắng hồi nãy mà đi cho các anh chị mình á, nhưng mà xe này biển số Sài Gòn. Chiếc này thì đi nhiều hơn xíu, 50.000 km, hiện tại là đang bán với giá cũng cao hơn một chút xíu, 1.066 triệu ha. Những xe này thì đều có trang bị option thì nó như nhau các anh chị, không có gì khác hết á. Serena thì các anh chị nếu mà đi xa, đi Đà Lạt, đi gia đình đông người mà mình thường xuyên đi xa ha, thì cái này là vô cái cảm giác lái cho những cái người ngồi á, cái người ngồi trên xe nó sẽ rất thoải mái luôn.
đi xa về mà không có sợ bị mệt nhé. Bởi vì ghế thì rất là rộng, để full đồ được ba bốn cái vali, 5-6 cái vali đi Đà Lạt chơi về là sung sướng thoải mái luôn. Tiếp phía trên này một chiếc xe nhỏ gọn đi lại gia đình với tính giữ giá khá là tốt ha. Đây là Hyundai i10 phiên bản 1.2 số tự động ha, phiên bản hatchback các anh chị. Xe này đời 2019 đi mới có 25.000 km thôi, một chủ từ đầu. Con này giá mới lăn bánh thành phố là 504 triệu. Hiện tại xe này bên Mai đang bán với giá là 389 triệu. Các anh chị sẽ tiết kiệm được khoảng tầm hơn 100 triệu các anh chị ha. Hơn 100 triệu. Ở một chiếc xe nhỏ như thế này, tính khấu hao như thế này thì tương đối rồi các anh chị ha. Mình sẽ không thể yêu cầu nó là ví dụ như rớt giá 200-300 triệu được. Từ đó là cái phần giá dành cho những dòng xe sang. Cái này tính ra là nó đã 30% giá xe rồi. Rất là nhiều các anh chị ha. Rồi phía bên này, Ertiga này may bán rồi nè. Phía dưới mà có con bán tải cho các anh chị nha. Ertiga này là bán rồi, nhận cọc rồi. Ranger XLS AT 1 cầu số tự động đời 2021. Xe này đi mới 13.000 km. Hiện tại bên Mai đang bán với giá là 658 triệu. Con này thì có lên cho mình ghế da rồi, màn hình theo xe ha. Nguyên bản chưa có lên nắp thùng các anh chị nha. Rồi qua tiếp dậy bên này nè. Lại là xe của Ford. Đây là Ford Everest phiên bản Ambient đời 2019, máy dầu số tự động nha. Bên này xe này bên Mai đang bán là 938 triệu nè. Con này là đi được khoảng tầm 47.000 km nhé. Biển số 60 ở Đồng Nai, màu đen, nhìn xe rất là khỏe luôn. Bản Ambient này là bản thiếu, nó sẽ có bản Titanium mới là bản full. Bản Titanium thì hiện tại mới hết rồi, còn một xe Everest đời cao mà còn chiếc này thôi. Mazda, con này hình như mới về nè, chưa có thông tin cái gì nha. Xe này mới về còn rất là nóng nè. Như Mazda CX-5 biển Sài Gòn. Con này chắc các anh chị mà nếu quan tâm á, mới để thông tin trên cái phần trong cái phần comment cho các anh chị mình đi ha. Dưới này à, đây là Ranger X Ranger Wildtrak 3.2 đời 2016. Con này hiện tại bên em đang bán với giá là 676 triệu. Có lên cho mình vỏ độ luôn rồi ha. Rồi thất gần như zin các anh chị, tại vì Wildtrak thì nó là phiên bản full option bản cao nhất rồi. Con này là hai cầu nha, máy 3.2, máy 3.2 rất là khỏe luôn các anh chị. Cực kỳ khỏe luôn nha. Đó. Rồi phía trên này, con này là 7 chỗ máy dầu Kia Sorento máy dầu bản full đời 2018, đang bán với giá là 826 triệu. Xe này thì lóc cửa rồi các anh chị, chắc không xem được phần nội thất đâu. Santa Fe tiêu chuẩn này thì mai nhận cọc rồi nè, đang chờ giao xe thôi. Phía bên này là có Ranger. Con này Ranger XLS MT 1 cầu số sàn đời 2016. Xe này giá rất là mềm, chỉ có 456 triệu thôi. 456 triệu thôi. Con đi được 130.000 km rồi ha. Bán tải mà tính ra một năm đi khoảng 20.000 là bình thường nha anh chị nhé. Tiếp lên phía trên này, Vios đời 2022 đi lướt 9.000 km nha. Xe này là xe công ty nè, không có kinh doanh gì hết đó các anh chị. Dàn vỏ lốp là zin theo xe. Ở phiên bản này là phiên bản số sàn ha, đi 9.000 km, nội thất còn mới nguyên nha. Có bọc ghế da cho mình rồi nè, có camera lùi, camera lùi cảm biến lùi luôn, lót sàn rồi nhé. Xe này thì thật ra đứng tên công ty thôi, nhưng mà gia đình sử dụng các anh chị. Vì nhiều anh chị là kiểu gia đình mình có công ty á, mình đưa xe vô để khấu trừ thuế. Còn những xe này đa phần là các chị biết mà mua một con xe Vios số sàn, đa phần là đi gia đình á, là đa phần là dù mua về tập lái ít bữa thì bán á, đổi lên. Rồi tiếp đến ha, con này là Kia Cerato đời 2018 phiên bản 1.6 số tự động. Xe này đi được khoảng tầm hơn 30.000 xíu. Chiếc này thì đang bán với giá là 516 triệu các anh chị. Ô con này bị lóc cửa rồi các anh chị nhé. Chiếc này option rất là nhiều, từ cửa sổ trời, ghế da, ghế lái, chỉnh điện nhớ, ghế hai vị trí, sạc không dây, đầu DVD, dàn lạnh hai vùng. Đó, nhưng mà giá rất là mềm ha.
Lại tiếp tục xe giá mềm mà đời cao nữa. Con này là MG nè, giống cái chiếc rắn ở dưới kia. Chiếc này đi có 10.000 à, màu đỏ ha. MG 5 đời 2022 đi 10.000 nhập Thái. Cam 360 nè. Nội thất rất là thể thao luôn nha, thiết kế cực kỳ đẹp luôn á. Hôm trước là bên Mai có một chiếc đi 2.000 màu xám titan á, là giao về trên Đắk Lắk á các anh chị. Một anh khách ở trên Đắk Lắk xuống lấy xe về. Mazda 3 đời 2018 phiên bản sedan 1.5. Con này hiện tại đang bán với giá là 538 triệu thôi. Xe đi được khoảng tầm 50.000 km nha. Nội thất ghế da, cửa sổ trời, có phanh tay điện tử rồi. 2018 thì mình sẽ có phanh tay điện tử sẵn rồi ha. Còn đời thấp hơn thì chưa có. Đời thấp hơn chưa có. Sẽ có nâng cấp cho các anh chị mình là ghế lái chỉnh điện. Rồi tiếp đến là một chiếc xe 5 chỗ gầm cao. Đây là Hyundai Kona đời 2019 phiên bản 2.0 đặc biệt. Xe này có lên body kit phía sau nè. Kona 2.0 đặc biệt thì máy nó cùng động cơ với Tucson luôn các anh chị. Chiếc này là có lên màn hình Android của Carrefour nè. Có hỗ trợ độ đèo, remote 3 chế độ nè. Ghế lái, nhưng mà nhớ ghế lái chỉnh điện thì phải. Có cảnh báo điểm mù. Ghế là ghế da nha, rồi hết ghế da rồi, lót sàn rồi, dán phim rồi. Giá con này chỉ có 616 triệu thôi nha. Rồi, đây là Santa Fe bản Premium đời 2019 nè, máy xăng full. Chiếc này hiện tại đang bán với giá là 978 triệu thôi. Màu vàng cát. Santa Fe thì khỏi phải bàn rồi các anh chị. Quan trọng là giá thôi chứ còn chất xe thì phải bàn. Đi mới có 18.000 km thôi. Xe biển số thành phố luôn nha. Phía bên này còn 4 xe nữa thôi. Mazda 6 đời 2013 nhập Nhật nha. Xe này hiện tại đang bán với giá là 536 triệu. Đi khoảng tầm 40.000 km biển số thành phố luôn. Toàn bộ xe bên Mai sẽ cam kết với các anh chị là không tai nạn, không ngập nước, không đầy tô động cơ, số bao tết hãng nhé. Xe từ đời 2016 trở lên thì Mai có hỗ trợ trả góp được cho mình. Về thủ tục trả góp thì cần chứng minh nhân dân nè, hộ khẩu nè, đăng ký kết hôn hoặc là xác nhận độc thân nếu các anh chị còn độc thân ha. Và hiện tại lãi suất ngân hàng nó rơi vào khoảng loanh quanh khoảng tầm 12-15% ha. Tiếp đến là một chiếc xe 7 chỗ SUV cỡ lớn nè. Con này là Ford Explorer đời 2018, đăng ký 2019 nhập Mỹ nguyên chiếc, động cơ 2.3 EcoBoost. Xe này hiện tại đang bán với giá là 1 tỷ 6 hơn nha, hơn 1 tỷ 6 nha. Màu đỏ các anh chị. Dòng này rộng, rộng cực kỳ. Đây thì khỏi phải bàn rồi. Explorer hiện tại là hãng đang kèm lạc khoảng tầm 350 triệu, không có xe giao. Không có xe giao các anh chị. Cái này thì nếu mà anh chị nào đã được đi Explorer thì comment chia sẻ cho mọi người đi. Tại vì chỉ có khách hàng đã đi rồi thì chia sẻ mới là đúng nhất ha. Tiếp đến là Serena, máy dầu đời 2020. Xe này thì hiện tại bên Mai đang bán với giá là 1 tỷ 096 triệu nha. Con này màu đỏ tươi nè, màu đỏ tươi hiếm có ha. Con này thì đi được 42.000 km nè. Đó, Serena rộng lắm. Nó có lối đi ở giữa các anh chị. Này mà lỡ đi đâu chơi xa, mình có thể để được cái ghế súp 8 người ngồi. Thật ra cái này mà nói vui thôi chứ không có khuyến khích các anh chị nhé. Không khuyến khích nè. Hai ghế trước này là ghế chủ tịch thư ký ha. Phía sau thì nhân viên mình ngồi. Option xe này cũng nhiều lắm. Rồi cực kỳ nhiều. Đây bản full rồi mà. Bản full rồi. Con này nếu mà trả góp anh chị trả trước khoảng tầm 350-400 là có thể lấy được xe rồi ha. Rồi phía bên này con xe cuối cùng ngày hôm nay, Elantra. Elantra đời 2019 phiên bản 2.0 đặc biệt. Xe này hiện tại bên Mai đang bán với giá là 596 triệu các anh chị nhé. Nội thất ghế da, ghế lái chỉnh điện nè, có cửa sổ trời luôn nha, dàn lạnh là hai vùng độc lập. Elantra 2.0, Kona 2.0, Tucson 2.0 sử dụng cùng một động cơ NU 2.0. Nên là phần động cơ thì các anh chị mình biết rồi.
Động cơ mà để tải được một chiếc Tucson thì nó phải khỏe rồi nè ha. Rồi, vừa rồi là Mai đã tổng hợp qua cho tất cả các anh chị những chiếc xe đang có tại Fast Car rồi. Các anh chị nếu quan tâm một xe nào đó ở trên video này thì có thể liên hệ với Mai. Ở đây Mai chỉ quay tổng hợp, quay sơ qua thôi, nên các anh chị thích xe thì mình có thể inbox cho Mai, Mai gửi hình ảnh thông tin chi tiết cho mình xem nhé. Tại vì video tổng hợp mình không thể đi tường tận chi tiết kiểm tra kêu chỉ ốc ác máy móc cho các anh chị mình được nhé. Xe thì có cam kết, có bảo hành nè, có hỗ trợ trả góp nè, có hỗ trợ làm hồ sơ giấy tờ luôn, nên các anh chị mình yên tâm. Nếu muốn ghé qua bên Mai xem xe thì bên Mai là quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh, ngay gần ngã tư Bình Phước ha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến hết video. Nếu thấy thích nhớ cho mình xin một like, comment chia sẻ ý kiến của các anh chị bên dưới, hoặc là theo dõi kênh của Mai đi, để khi bên Mai về xe đăng lên thì các anh chị mình là người đầu tiên xem được nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.